cái ghế ở ngoài đấy. Cái này thấy cái bộ hơi cao quá cao không nha? Bây giờ cắt cây đó, cắt cây này luôn đi. Không, thì dẫn đi, nó cắt xuống. Tắt đâu vậy nè. Dẫn đi. Rồi. Rồi bây giờ cho vô đi, cởi nó thì nó cắt như vậy lấy máy cắt ngang rồi. Vậy là hai cái chút mới đợi cho nó lên. Vô đi, vô đi. Rồi. Cọp được chưa? Rồi đó ông cũng chịu đi, xác với nó đi, vô ra nó luôn đi. Xác đi. Cao nhiêu không? Ủa đây nó chùi xuống mình người ra phía mấy tắc nữa. Cái đầu này nè, phía mấy tắc nữa nó chùi xuống đây nè. Thì nó bằng cái miếng đó đó. Bị nó ngang ngửa ông ơi. Ừ. Trong ngoài ngang ngửa nè. Ừ ừ. Thì phải hạ ngoài cho nó có đủ chùi không? Vậy được. Không. Ở trong. Thiết mà đút chút cái trời. Đụng cây nhìn được chưa? Cho nhìn được chưa? Thôi cái cây cột á, mày dọc cái cây cột á. Cột phải hạ được gì đây? Mày dọc cái cột chỉ nó đứng chưa? Đứng rồi, nhưng mà đứng thì xiết đây, xiết là nó sẽ xiết cứng luôn à. Mà cái kẹo cho nó vô trong nữa à, cái kẹo vô nữa. Cái gì? Kẹo vô nữa. Vô nữa làm sao mà đóng được tay? Ờ, đóng tạm được hả? Vô phải đây, đi đi nữa, chị được tay chứ. Rồi vậy đi chừng nữa mà sắt nữa kìa. Rồi vậy đi. Nó hàng sắt thêm đi. Đây ngoài này cộng ở đây. Để chạy ra ngoài cộng nè, ngoài cộng đó. Cộng đó, ngoài cộng đó. Không, nằm dưới đó kìa, nằm dưới cây này cái chỗ kìa. Đây, chỗ cái chỗ. Kìa. Đó đó đó. Cái tay gì đóng cái này ta đẹp cái ơi.